mày đi đâu mà bây giờ mày mới vác cái xác của mày về đây hả? Thì con đi làm ạ. Sao tự nhiên dì lại đánh con ạ? Mày đi làm á? Mày đừng có nói với tao là mày đi ra kia mày làm đồng nhá. Mày đi ra kia ấy để mày hú hí với cái thằng nghèo mặt dẹp kia chứ gì. Dì, con yêu anh ấy là thật lòng, mà đấy là chuyện tình cảm, chuyện riêng của con, dì đừng can thiệp có được không ạ? Này, cái ngữ nghèo mặt dẹp như mày ấy mà cũng biết yêu đương cái nỗi gì hả? Bố mẹ mày chết rồi ấy, tao là dì, tao có quyền dạy bảo mày nhá. Dì có nuôi con được ngày nào đâu, dì lấy đâu ra cái quyền mà dạy bảo con? Mày cút vào trong nhà nấu cơm đi. Đi đi nhìn cái gì? Giới thiệu cho bao nhiêu mối ngon thì không chịu. Mẹ cắm đầu vào cái thằng mặt dẹp đấy thì bao giờ mới ngóc được đầu lên. Hãm tạ. Ôi con về rồi đấy à? Con đi đâu về đấy? Đây đây đây, vào đây con. Vào đây, mẹ pha cho cốc sữa ra đây, vào đây. Đây, ngồi xuống đây. Con uống sữa đi, mẹ pha cho con rồi đấy. Dì pha cho con thật ý hả? Ừ. Mà này, bây giờ nhá, nhà chỉ có hai người phụ nữ với nhau. Bố con á, thì bố con mất sớm rồi. Bây giờ nhà có hai người phụ nữ phải biết nương tựa vào nhau. Từ đây nhá, mẹ hứa là mẹ sẽ đối xử tốt với con. Mà này, con gọi gì là gì mãi, con phải gọi là mẹ đi. Thì tình cảm của chúng ta mới đi lên được, được chưa? Uống đi. Ấy, dì cứ để con tự uống. Tao uống đi con. Nhanh uống đi. Uống đi rồi mẹ bảo cái này. Đấy, ngon không? Này mẹ bảo nhá. Đây đây này. Đây, con mặc. Đây, mặc đây, mặc cái váy này nào. Trời ơi, đẹp không? Đấy, màu sắc đấy. Hơi bị đẹp và hơi bị sexy nhá. Vào thay ngay cho mẹ. Nhưng mà sao phải mặc cái váy này làm gì ạ? À mặc cái váy này để hôm nay mẹ con mình đón khách quý. Khách nào đấy ạ? Thì là khách của mẹ thôi, nhưng mà con cứ mặc vào đi. Con đừng để cho người ta nói là bây giờ nhà có hai mẹ con, bố mất rồi thì mẹ là gì như thế này, mẹ này áp đặt con. Này, đấy, con mặc vào đi nhá, mặc vào đi cho đẹp đi. Đấy. Nhưng mà khách nhà mình là ai thế ạ? Tại vì con không quen mặc thế này đâu ạ. Con cứ mặc đi, rồi đẹp nữa mẹ sẽ nói khách là ai nhá, mặc đi. Nhưng mà dì phải nói cho con biết khách đến nhà mình là ai, không thì con không mặc đâu ạ. Thế bây giờ mày có mặc không? Hả? Không thì hàng xóm láng giềng người ta tưởng là bố mày chết đi rồi. Tao là dì ghẻ tao ngược đãi rồi. Vâng, mặc đi. Nhanh lên, đừng lấy nữa. Đi đi, còn nhìn cái gì nữa? Cứ phải để cho nó nhiều. Mượt. Mà này, sau cái vụ này gạo đã nấu thành cơm rồi, cậu ấy thì phải gọi đây là mẹ nhé. Yeah. Gọi luôn mẹ. Mà thôi, đùa thế đủ rồi đấy. Bà lướt ra ngoài đi cho tôi còn làm việc. Nhưng mà này, cậu phải nhớ những cái gì cậu hứa với tôi đi nhá. Bà yên tâm, sau vụ này tôi sẽ dùng tất cả các mối quan hệ tốt nhất của tôi để lo cho bà đứng tên được cái mảnh đất này. Công nhận bà khốn nạn thật đấy. Đã cướp không cái nhà của bố con nó, giờ lại bán nốt cả con gái. Này, tôi nói cho ông biết thôi. Bố nó mất sớm, bây giờ tôi thay mẹ nó nuôi nó bằng da bằng thịt thế này, thì tôi phải được hưởng cái gì nữa chứ. Thôi, không phải nói nhiều. Bà đi ra ngoài đi, cho tôi còn dùng bữa. Ok. Con rể dùng bữa ngon miệng nhé. Mà này, nhớ cảnh giới đi nhá. Ok. Ôi, này, cái thằng này, mày đi đâu đấy hả? Đi về đi. Bà tránh ra. Ok, đây. Ông không được làm gì đấy. Mày là nào? Còn bà nữa, tôi bảo bà cảnh giới, sao để bà đây? Tôi... Còn đây, bà bảo cho nó uống thuốc mê rồi, tại sao nó vẫn tỉnh như sáo này?
Tôi có biết đâu. Ôi dồi ôi, cái con kia. Ôi dồi ôi, mày biết trước cái rằng mày ra ngoài kia mày nhổ đi đúng không? Mày nhá, mày làm hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Tao không có chân chứ. Mày dừng ra. Mà thôi, vụ này mà không giải quyết xong ấy, thì cái miếng đất này bà đừng hy vọng đứng trên, bà hiểu chưa? Ôi cậu ơi, thôi cậu có gì cậu cứ bình tĩnh để tôi tìm cách khác thôi nhá cậu nhá. Bình tĩnh hay không ấy, đấy là việc của mày. Tự làm mà được ghê. Ôi trời cậu ơi. Ôi trời ơi, cái con khốn nạn này vì mày mà hỏng hết việc của tao rồi. Thôi đi. Này, mày nhá, ai cho phép mày vào nhà tao hả? Tao sẽ đưa mày ra công an vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhá. Chính tôi là người gọi anh ý đến đây để cứu tôi đấy. Mày sao? Kế hoạch của bà không thành công nên là bà có vẻ không vui lắm nhở? Bố mẹ tôi mất, bà định chiếm luôn mảnh đất này, bây giờ lại còn thông đồng với ông Nghĩa để hại đời của tôi à? Tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi của bà và ông Nghĩa tôi đã ghi âm lại hết ở đây rồi. Tôi sẽ đưa cái này cho công an để xem lúc đấy bà còn chối cãi được không. Cứ đây. Có tôi ở đây, bà đừng hòng làm gì cô ấy. Bây giờ bà vẫn còn lớn tiếng làm nộ ở đây à? À, hóa ra là chúng mày thông đồng với nhau à? Tao nói cho chúng mày biết nhá, bố của mày mất rồi ấy, tao là vợ hợp pháp ấy, thì tao có quyền hành trong cái nhà này. Mà mẹ ấy dạy bảo con cái ấy, thì làm sao mà phải ra công an hả? Thế à? Thế nhưng bà sống quá độc ác, rồi bà sẽ nhận quả báo thôi. Quả báo á? Quả báo là cái gì hả? Quả báo là cái gì? Có ăn được không? Tao nói cho chúng mày biết nhá, bố mày ấy mất rồi thì tao có quyền quyết định hết trong căn nhà này. Mà bây giờ mày với tao đi ra xin lỗi cậu Nghĩa nhanh lên. Tôi không phải đi xin lỗi ai hết. Thì nói cho bà biết nhé, bố mẹ tôi mất đi, bố mẹ tôi để lại căn nhà này cho tôi đấy. Bà thì có cái quyền gì? Mày nói như thế, cái chó là người được à? À, tao là vợ hợp pháp của ông ấy, thì ông ấy mất rồi thì toàn quyền quyết định này, nhà này là của tao. Thế thì bà lại không biết rồi, căn nhà này là ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi, bố tôi chỉ đến đây ở rể thôi. Thế thì bà lấy cái quyền gì mà động vào căn nhà này? Bao nhiêu lâu nay tôi đã nhịn bà quá đủ rồi. Tôi cứ nghĩ là đến cuối đời bố tôi sẽ gặp được bà, một người phụ nữ tốt cơ. Nhưng không ngờ bà lại sống độc ác đến như thế đấy. Bây giờ bà mau cuốn xéo khỏi nhà tôi đi. Tao không cút đấy, chúng mày làm gì được tao? Với tất cả những bằng chứng này, tôi sẽ đưa bà ra công an để xem lúc đấy bà còn cứng mồm được không. Còn cả tên Nghĩa Trọng nữa, móc nối với địa chính xã, tôi không để im chuyện này đâu. Bà cứ chờ đấy. Đi em. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, tôi chết rồi. Bây giờ mà nó đưa ra công an thì mình có bị đi tù không nhỉ? Ôi dồi ôi, này mất hết rồi, mất hết thật rồi.